Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong ngày nghỉ cuối tuần thì thời tiết tại các tỉnh thành miền Bắc sẽ tiếp tục thuận lợi cho các hoạt động thường nhật của người dân khi chỉ chịu sự chi phối của khối không khí lạnh đang trong quá trình suy yếu chậm. Nhiệt độ lúc này thì phổ biến dao động từ 16 đến 19 độ. Đến trưa chiều thì trời giảm mây và có nắng nên nhiệt độ thì có xu hướng tăng nhanh và tiết trời ấm áp hơn với nhiệt độ cao nhất ở vào mức nhiệt từ 24 đến 26 độ. Một số nơi ở tại khu vực Tây Bắc thì nhiệt độ có thể lên đến 27 đến 28 độ. Nhìn chung thì trời chỉ còn rét vào thời điểm đêm và sáng. Đến với các tỉnh thành thuộc khu vực Trung Bộ, thời tiết xấu vẫn đang tiếp diễn với ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao. Tuy nhiên thì sang đến ngày hôm nay mưa dông sẽ có xu hướng lan dần lên khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào cho đến Quảng Trị và lượng mưa thì sẽ có xu hướng tạm thời giảm bớt. Tuy nhiên do mưa lớn liên tục kéo dài nên mực nước trên các sông và trên khu vực Trung và Nam Trung Bộ vẫn ở mức báo động 2, báo động 3, kèm theo nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất, nên bà con nơi đây thì cần đề cao cảnh giác và chủ động có biện pháp ứng phó kịp thời với tình hình mưa lũ còn kéo dài nhiều ngày tới. Về tình hình nhiệt độ thì trong ngày chủ nhật cuối tuần vẫn ít có sự biến đổi. Trời sẽ lạnh ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế với mức nhiệt ở vào mức từ 23 đến 26 độ. Còn với các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận thì nhiệt độ cao hơn, song cũng chỉ ở mức nhiệt là dưới 29 độ. Tại các tỉnh thành phía Nam thì trong ngày hôm nay mưa chỉ diễn ra rải rác ở vài nơi với lượng mưa không nhiều và tập trung vào thời điểm chiều tối. Tuy nhiên từ khoảng ngày mùng 5, ngày mùng 6 khi mà rãnh áp thấp xích đạo có xu hướng nâng trục lên trên thì mưa sẽ có xu hướng tăng hơn về diện và lượng. Thậm chí thì có thể xuất hiện những điểm có lượng mưa khá kèm theo đó là dông sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Do mưa ít xảy ra nên nhiệt độ vẫn ổn định ở trong khoảng từ 30 đến 33 độ cho các tỉnh khu vực miền Nam. Trong khi đó, ở tại vùng cao Tây Nguyên, do yếu tố địa hình nên nhiệt độ thấp hơn, phổ biến ở vào dưới mức nhiệt 30 độ. Thậm chí như tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng thì ở vào mức nhiệt là 24 độ. Xin được chuyển sang với những thông tin thời tiết trên biển. Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ suy yếu dần nên ở tại khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và vùng biển ngoài khơi khu vực Trung Trung Bộ, trong hôm nay và những ngày tới thì còn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 1 đến 2 mét biển động, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1. Ngoài ra, thì do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng 5 đến 8 độ Vĩ Bắc nên tại khu vực Nam Biển Đông, vùng biển quần đảo Trường Sa, khu vực biển từ Bình Thuận trở vào cho đến Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan thì có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng với lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 1 đến 2 mét, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1. Như vậy, các tỉnh miền Bắc có nền nhiệt độ tăng, hiện tượng hanh khô giảm bớt chỉ còn rét về đêm và sáng. Trung Bộ thì cũng giảm mưa chỉ còn tập trung tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị. Tuy nhiên thì vẫn cần phải đề phòng với lũ cao ở tại các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì mưa chỉ phổ biến ở một diện vài nơi, ban ngày thì sẽ có nắng nhiều. Đến đây là bản tin thời tiết sáng ngày 4 tháng 12 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được kết lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Thank you.